Các bạn nghe đầy rẫy trên mạng và đâu đó truyền miệng trong các cuộc gặp gỡ tán phét liên quan tới chơi bùa ngải đúng không? Chẳng những trong cái chuyện ghen tuông yêu đương mà người ta chơi bùa để hại nhau đâu. Thương trường như chiến trường là có thật đấy. Nhiều khi ghen ăn tức ở vì miếng cơm manh áo mà cũng lắm người táng tận lương tâm, không màng đến hậu quả, sẵn sàng dở đủ thứ bùa phép hại người. Thì ngày hôm nay mình cũng nhận được một câu chuyện như thế, đến từ một bạn xin phép được giấu tên có gửi về cho kênh. Và mình gọi bạn này là bạn A nha. Tháng trước thì A có đi thuê lại cửa hàng để kinh doanh. Bạn có nhắn nhờ mình tới xem phong thủy giúp để xem là có nên thuê cái căn này mở cửa hàng hay không. Tại vì cuối năm rồi vốn cũng không có nhiều, căn này lại khá hợp lý về giá cả, địa lý, mà bác chủ nhà thì cũng rất là hiền lành, dễ tính. Mỗi tội lại nghe được cái câu chuyện không hay lắm từ trước đây, nên là bản thân A cũng hơi ái ngại. Theo như mình hóng hớt được thì chuyện là bác này tên T nha. Đây là chuyện gia đình mà bác gặp phải luôn. Bác trai, chồng của bác thực sự là cũng mất được vài năm rồi. Nhưng sớm muộn gì thì hàng xóm láng giềng cũng sẽ kể cho những người đến thuê. Nên là thôi, bác ấy nói là cứ kể trước cho các cháu đỡ tò mò. Thì chuyện là khi trước lúc bác trai còn sống thì hai bác có kinh doanh buôn bán làm ăn rất là thuận lợi. Do làm ăn kinh doanh lâu năm nên là hai bác sở hữu rất là nhiều bất động sản. Hồi đó bác buôn bán đắt hàng lắm. Cho đến khi có một nhà khác nữa cũng đến kinh doanh ở ngay phía đối diện. Nhà bác T này đang buôn bán ở đây quen rồi, mà hai vợ chồng hiền lành nên được khách hàng họ rất là quý mến. Thành ra cái nhà mới chuyển tới kia họ rất ế khách, mà bên nhà bác thì ngày nào khách cũng đến mua đông nườm nượp. Bác mới kể là khi đấy thì bản thân gia đình bác cũng không phải là có ý cạnh tranh gì với nhà người ta đâu. Mỗi lần gặp mặt nhau bác T vẫn chào hỏi như bình thường, nhưng mà cái nhà bên kia họ chỉ cười cười cho có, chứ cũng không nói chuyện hay là hỏi han gì đến nhà bác cả. Thì khoảng một tháng sau, cái gia đình nhà đối diện kia nhắm đúng cái lúc đông khách, chạy sang đổ lỗi cho nhà bác T này là cố tình hất rác sang bên nhà của họ. Vợ chồng bác T mới giải thích là nhà tôi không có làm, chắc ai đi qua người ta ném, chứ bản thân nhà tôi là không có vứt rác bừa bãi sang bên đó. Cái nhà kia mục đích là gây chuyện chứ không phải là gì khác. Khách người ta đang mua hàng ấy, thấy cãi cọ thì bản thân họ cũng ngại mà bỏ đi hết. Và sau đó một thời gian, nhà kia mới bắt đầu rỉ tai người khác là nhà bác T này bán hàng chất lượng kém. Họ cứ hay đi nói xấu như vậy với mọi người. Nhưng mà người dân ở đây, người ta biết thừa đây chỉ là cái chiêu trò phá hoại lẫn nhau thôi, nên người ta vẫn đến nhà bác T mua hàng rất đông. Cái nhà đối diện kia phá mãi không được, thì một hôm hai vợ chồng nhà này mới sang xin lỗi bác T là lần trước là do hiểu lầm nên mới xảy ra cái vụ việc cãi cọ. Vì tính của hai bác vốn hiền lành, thành ra là hai bác cũng bỏ qua. Thì sau đấy nghĩ tình làng nghĩa xóm nên là gia đình bác mới mời vợ chồng ông này vào nhà chơi nha, lấy cái câu chuyện qua lại làm quà. Thì ông hàng xóm kia mới lân la hỏi là mấy cái chậu cây cảnh ấy, sau đấy là hỏi bác là mua mấy cái chậu cây này ở đâu. Ông hàng xóm còn khoe là nhà ông ấy cũng có một hai cái cây rất là đẹp, nhưng mà vì bản thân bận bịu công việc lại đi suốt, khi về thì cũng phụ vợ buôn bán nên không có thời gian chăm sóc, muốn gửi vợ chồng bác T chăm hộ, thi thoảng sang uống trà thì ngắm ké. Chồng bác T nghe vậy thì cũng vui vẻ ngỏ ý xin ngay thôi. Thế là ông kia cũng ham hở đem sang. Từ đấy hai bên gia đình lại bình thường, vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Và thêm một khoảng thời gian nữa thì nhà bác T này bắt đầu buôn bán không thuận lợi, liên tục bị đến kiểm tra. Và cái nhà bên kia thì họ tự dưng đông khách nhá. Còn nhà bác T thì kỳ lạ là số lượng người mua hàng giảm hẳn so với những ngày trước. Hai bác thấy vậy thì cũng nói chung là cũng có tí buồn thôi. Nhưng mà thôi, bán nhiều bán ít thì túc tắc làm. Chỉ có điều là thời gian này thì bỗng nhiên bác trai bắt đầu thấy trong người có cảm giác khác lạ. Thì gia đình mới động viên bác trai là đi khám bệnh đi. Nhưng mà khám mãi không ra bệnh, mà khốn nỗi càng lúc trong người bác càng mệt mỏi. Và đỉnh điểm là có một dạo, cứ vào ban đêm khi mà đi ngủ ấy, cứ chỉ chập chờn được một lúc thôi, đến giữa đêm là tự nhiên bác trai giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc. Bác T lấy làm lạ thì có hỏi chồng là thế ông có mệt hay đau ở đâu mà đang ngủ dạo này tôi cứ thấy ông dậy suốt thế. Bác trai mới nói là không hiểu sao mấy đêm nay tôi đang nằm ngủ thì tôi cứ mơ thấy có đứa đàn bà nào nó đi từ ngoài sân vào trong nhà, nó leo lên cầu thang, đứng ở cửa phòng ngủ này, tay thì nó lại bế theo một đứa trẻ con, miệng nó cười ngoác đến tận mang tai. Mơ vài lần liền rồi, hôm nào nó cũng giống hệt nhau. Mỗi lần mơ như thế xong là tôi sợ quá, không ngủ lại được nữa. Nghe chồng kể như vậy thì bác T mới trấn an là chắc là do mệt nên ông mới mơ linh tinh thôi, chứ không có gì đâu. Bác trai nghe vợ nói vậy cũng đỡ lo phần nào, nhưng không hiểu sao cái tình trạng này vẫn cứ thế, lặp đi lặp lại liên tục những cái giấc mơ kỳ quái đó. Rồi từ ấy trở đi, cơ thể bác trai ngày càng suy nhược. Mặc dù trước đó bác trai có sức khỏe rất là tốt, da rẻ hồng hào mà nhìn phúc hậu lắm. Sau một thời gian nữa, bác trai bắt đầu chán ăn, người thì gầy đi, mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ, cơ thể bùng beo, nhìn xám xịt như là người sắp chết, trông đáng sợ vô cùng.
đi khám thì không ra bệnh. Ai cũng thắc mắc khi nhìn thấy bác hiện tại rõ ràng từ người khỏe đang 60 cân, tụt xuống còn có khoảng hơn 40 cân thôi, rồi bị đi vệ sinh ra máu đen sì. Đến một hôm ạ, lúc ấy là tầm 11-12 giờ khuya, thì bác trai bắt đầu chóng mặt buồn nôn, đầu óc quay cuồng. Bác T mới kể là bác trai á, bảo khó chịu quá, sao mà cứ y như là có cái con gì á, nó bò trong xương với trong óc ấy, đau nhức toàn thân không sao chịu nổi nữa. Gia đình mới cho vào nằm viện để tiện theo dõi. Đợt vào viện nằm ạ, bác trai tự nhiên lại ăn uống được và có chuyển biến tốt hơn nha, không còn thấy có cảm giác như vậy nữa. Gia đình thì thấy thế cũng mừng. Mấy mẹ con bác T quyết định là cho bác trai ở trong viện nằm để tiện theo dõi, uống thuốc khoảng một tháng xem thế nào. Bác trai đồng ý. Khi thấy bệnh tình có chút thuyên giảm, bác này mới xin về nhà. Ở bệnh viện ạ, khám mãi cũng không thấy là bác có bệnh gì, bác sĩ ký giấy cho bác về ngay để điều trị tại gia. Ở trong viện mãi, bản thân bác cũng thấy buồn chán, buồn chân buồn tay, thấy da rẻ mình ổn hơn cũng nghĩ là ừ chắc là đỡ rồi, về nhà cho nó thoải mái. Thế là lại đi về. Nhưng mới về được khoảng 3 ngày nha, thì lại tiếp tục mơ thấy cái con đàn bà và lại có những cái triệu chứng biếng ăn như vậy. Khó hiểu ở chỗ là bác trai về đến nhà là lại bị bệnh trở lại. Chồng bác T bệnh liên miên, thành ra là hàng quán, buôn bán đành phải đóng cửa. Bên nhà bác có bao nhiêu khách ấy, thì bỗng nhiên họ dồn sang nhà đối diện để mua hết. Và đỉnh điểm là một hôm, khi bác trai đang ngồi phòng khách, thì bỗng kêu tức ngực, bảo là muốn đi vệ sinh. Bác mới chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Một lúc sau thì bác T nghe thấy chồng mình ho và nôn ọe liên tục ở bên trong nhà tắm. Bác T mới lo quá, chạy vào bên trong, gõ cửa hỏi là ông ơi, ông có làm sao không? Thì không thấy bác trai trả lời. Bác T hốt hoảng, mở cửa chạy vào trong xem tình hình, thì mới giật mình ngã ngửa khi mà thấy bác trai nôn ra rất nhiều máu, mà máu lại còn đen sì vương vãi từ nhà vệ sinh cho đến trên nền nhà tắm. Cả hậu môn cũng đang chảy máu đen nữa. Bác T mới tá hỏa gọi cấp cứu, sau đấy gọi con cái ở đâu về ngay, bố phải đi viện rồi. Nhưng cuối cùng cũng không kịp, đến nơi thì bác tắt thở mất rồi mọi người ạ. Gia đình đau xót lắm. Được tin bác mất thì mọi người hàng xóm này rồi là họ hàng họ đến viếng rất là đông. Bởi vì hồi còn sống bác trai vốn là một người hiền lành tốt tính, nên là ai ai người ta cũng quý mến. Hàng xóm láng giềng khỏi phải nói, họ đến đưa ma chẳng thiếu ai cả. Và chắc chắn là cái nhà đối diện kia nó cũng không ngoại lệ. Cả hai vợ chồng nhà đó đều sang thắp hương cho bác. Và trong đám tang á, có một gia đình của người em họ bác T là dân định cư làm ăn ở bên Thái Lan. Cô này cô có về dự cái đám tang. Cô ngồi lân la hỏi chuyện của bác trai, thì bác T cũng không có giấu gì mà kể hết cho cô ấy nghe. Nghe xong ạ, thì cô này cô mới chột dạ. Cô nhắc khéo là em nói thật, chị nên đi xem thầy, xem đất cát âm phần nhà mình thế nào đi. Bởi vì là em thấy anh mất có vẻ kỳ lạ lắm, nó không giống bệnh bình thường đâu. Có cái vấn đề gì ạ thì cứ gọi cho em. Vào cái lúc tang ra bối rối, bác T bác chỉ ậm ờ như vậy thôi. Sau đấy là bác cho qua. Cuối cùng là bác cũng quên mất cái chuyện này. Thì sau đám tang của bác trai, bẵng đi một khoảng thời gian, anh con trai thứ hai mới dọn về ở với bác T để tiện chăm sóc, phụ mẹ buôn bán. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là không hiểu làm sao ấy, từ khi về nhà là anh này lại có những cái giấc mơ, triệu chứng y hệt như của bác trai khi trước nha. Bác T thì không có bị làm sao. Anh con trai ban đầu là giấu, không nói cho mẹ biết. Qua thời gian sống ở nhà thì bác mới để ý là tự nhiên thấy cái anh con trai dạo này sao mà mặt mũi anh ấy xanh xao quá. Thì bác mới gặng hỏi mãi, anh này mới kể lại cho mẹ nghe cái giấc mơ kỳ lạ và cũng nói là không hiểu sao từ lúc mà con về nhà sống lại thấy cơ thể mệt mỏi như vậy. Sau khi sâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau, lúc này thì trong lòng bác tê nóng như lửa đốt, nhớ tới cái lời của em họ khi trước. Bác mới bèn điện sang bên Thái Lan để hỏi han tìm cách giải quyết xem như thế nào. Bà cô nghe chuyện xong mẹ thì nói luôn, em nói thật, em nghi là nó bị chơi bùa ngải rồi. Mai em bay thẳng về Việt Nam, em đón chị với cháu sang bên này. Bùa ngải là phải xử lý ngay, không sau nó khổ lắm. Em có quen một ông thầy người Miên, ông này lai Việt, đang sống ở bên này và biết nói cả tiếng Việt. Có gì á, mình sang thỉnh thầy xem giúp cho chị ạ. Thế rồi là một hai hôm sau, bác cùng anh con trai cũng chuẩn bị ít đồ đạc, rồi đi Thái Lan với cô em họ luôn. Sang đến đất Thái Lan ấy, thì ba người đi thẳng đến nhà của ông thầy Miên kia. Ông thầy vẫn còn rất là trẻ, nói được cả tiếng Thái và tiếng Việt. Vừa đến nơi thì ông này ông mới bảo con trai của bác T là nằm xuống, bỏ áo ra để ông ấy xem bệnh. Thầy mới lấy cái bàn tay nắn bụng anh này một hồi, thì thấy ở trong bụng có cái cục gì đấy nó cứng cứng. Ông thầy mặt rất là căng, mới bảo là cái con bùa ngải này nó ở trong bụng rồi, nhưng mà may quá vẫn còn cứu được, bởi vì là nó chưa có làm rễ ở bên trong đấy. Với may là con trai bác còn trẻ, có sức khỏe nên trụ được đến giờ. Bác T nghe xong mới hốt hoảng hỏi dồn là thầy ơi, thế có xem được cái đứa nào làm bùa này không hả thầy? Sao mà nó ác như thế? Thì ông thầy ông mới bảo là tôi nói với gia đình nhá, cái nhà này nó ở gần thôi, mở cửa ra là nhà cô trông thấy ngay. Bùa này thì nó làm lâu rồi,
chỉ là nhà mình không thấy được thôi. Thế là bác T này nghĩ ngay đến cái nhà đối diện kia, nhưng mà thực không dám nói cho con trai biết. Thế ông thầy này ông mới bảo là anh này nằm im, để ông ấy ông chữa cho. Ông thầy mới hơ một khúc gỗ nhìn như là cái chày lên trên bếp lửa than. Xong ông này ông mới bất ngờ đập vào bụng rất là mạnh. Đập tới đâu thì anh kia kêu váng lên đến đó. Bụng ngực nóng ran mà đỏ chót. Ông này ông ấy đập 4 cái và cái cuối cùng là ông đập vào giữa ngực. Vừa đập xong phát ý, thì tự nhiên anh con trai này anh ấy nôn ra rất là nhiều những cái chất đen đen trộn với máu tươi. Bên trong còn lẫn cái cục gì như cục đất mà có hẳn một cái rễ con bám đầy máu tươi với dịch nữa. Bà mẹ lúc này á mới tá hỏa chạy ra hỏi con xem là có làm sao không. Thì anh con trai trả lời là con thấy trong người bây giờ thoải mái lắm mà không còn đau đớn gì nữa. Tự nhiên con thấy rất là nhẹ nhõm. Bác T nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Rồi bác mới hỏi là sao chỉ có mỗi con trai với chồng của bác bị thôi mà bác ấy lại không bị làm sao. Thì ông thầy ông mới bảo là cái thể loại ngải này á là nó luyện từ thai nhi để ươm cây, nên là chỉ ám đàn ông chứ không có ám đàn bà. Người nào có dương khí mạnh là nó sẽ chui vào người ấy. Nếu mà muốn giải á thì bản thân ông thầy này phải sang tận nơi. Vì mẹ con bác T là người Việt thì xem như là đồng hương nên là ông ấy mới giúp, chứ bình thường là ông ấy không có giúp đâu. Vậy là cả nhà người cô với mẹ con bác T cùng với ông thầy kia bay luôn về Việt Nam. Khi vào đến trong sân nhà bác T này á thì ông thầy người Miên kia mới đi ngay đến mấy cái chậu cây cảnh. Ông này ông hỏi là hai cái chậu này nhà bác mua ở đâu. Bác T mới nói là có người tặng nhưng không nhớ là ai. Thực tế là bác không dám nói là nhà cái tặng. Bác sợ anh con trai chạy sang làm ầm ĩ lên mà gây ra những cái việc đánh chửi nhau thì rất là khổ. Nên là bác này bác nói dối là bác không nhớ. Thế ông thầy ông cũng hiểu ý, nên ông ấy mới bảo bác là thôi, gia đình cho tôi hai cây này, tôi đem về bên Thái Lan đi, tôi giải cho. Bác Thủy cùng con trai gật đầu như bổ củi mà phục thầy sát đất. Tiếp sau đấy á, ông thầy ông mới đánh hai cây này lên, ông ấy cất vào trong túi, ông ấy cho vào hai cái bao. Xong rồi là ông ấy đun lá xả, hơ với sông khắp trong nhà. Cuối cùng là ông ấy đặt một hòn đá màu đen, ông chôn ở trước cổng. Mà thực sự là cũng không biết cái hòn đá màu đen là cái gì nữa. Và từ hôm mà thầy đến giải lễ xong xuôi ấy, thì anh con trai cũng không còn bị bệnh nữa mà sống rất khỏe mạnh. Duy chỉ có cái gia đình nhà đối diện á, là bắt đầu gặp chuyện. Hết vợ đi xe bị ngã nằm viện. Rồi cái thời gian sau, ông chồng bà kia cũng không biết bị làm sao mà tự dưng lăn ra chết đột quỵ. Nhà đấy một thời gian á, buôn bán ế ẩm không có khách, phải bán sới đi nơi khác. Bác T thì đoán đó có khi là ác giả ác báo, có lẽ là bị ngải quật. Bây giờ bác có tuổi rồi nên là bác không buôn bán nữa. Cửa hàng anh con trai làm được mấy năm thì anh này lấy vợ rồi ra riêng, nên là bác quyết định để cửa hàng cho thuê, ăn hưởng tuổi già thôi. Và nghe xong câu chuyện này á, mới thấy là bùa ngải thực sự kinh khủng mọi người ạ. Nó không khác gì là gián tiếp hại người. Đúng là cuộc đời nó có vay thì nó có trả, trời cao luôn có mắt. Nên trong kinh doanh, phúc ai nấy hưởng, lộc ai nấy nhận. Hy vọng là đừng có ai mở mắt vì đồng tiền mà bày ra những trò táng tận lương tâm để rồi nhận cái kết đắng như vậy về mình nha mọi người. Và mình là cô bé Hà Nội đây.